đây. Đó là một mệnh danh là một ông vua bán tải, là một chiếc Ford Ranger Wildtrak bản số tự động hai cầu, động cơ 2.0 đua tiếp, tổng 2.0 màu trắng tinh khôi, rất là đẹp và trước đây. Và thì các bạn hãy cùng không khám phá và cái tình yêu cách để các bạn biết về chiếc xe này. Thì anh xem tham khảo và cảm nhận nhé. Anh em nào có nhu cầu thì có thể là đến trực tiếp cho xem cảm nhận và lái thử ở Hà Nội nhé. Xe này đang ở Hà Nội. Nào, mọi người hãy cùng cung cấp khóa với chiếc xe này. Vâng, đây chính là hình ảnh của một chiếc vua bán tải Ford Ranger Wildtrak số tự động hai cầu, động cơ 2.0. Và chiếc xe này thì em nó xuất thân từ Hải Dương em ạ, quê hương của bánh đậu xanh. Đó. Bác chủ không biết làm có ngày làm buôn bánh đậu xanh hay không, nhưng mà bác ấy giữ gìn chiếc xe này rất là chất. Về tổng thành form dáng thì rất là căng cứng, gần gà sắc lét anh ạ, gần gà sắc lét tôn vỏ mỏng anh em có thể quan sát này. Về bán tải Ford Ranger Wildtrak mệnh danh là vua, bởi vì nó luôn rất là sướng và nó kiểu dáng rất là phong cách trẻ trung mạnh mẽ. Đó, anh em có thấy không, còn dáng căng, đèn pin sơ lông cộng đèn halogen mắt híp, còn dáng căng mọng. Đó. Đây, đèn gầm, đèn phá xương. Cảm biến quanh xe nhé, anh em nhé. Em sẽ quay kỹ các từ tổng thành trước, sau đó sẽ khám phá từng phần để chi tiết để anh em cùng xem. Xi nhan tích hợp trên gương rồi, bị turbo. Đây, quay kỹ cho anh em xem từng các chi tiết từng con ốc này. Đó, cua rốt, rô twin, các con ốc đều sáng quắc. Chiếc xe này các bác anh em là nguyên zin anh em nhé, không ngập nước, không va chạm, không khử tích, khử kích, cam kết với anh em bằng văn bản. Đó. Anh em nào có thể, mọi người xa có thể xem và có thể là gạch, tôi mình sẵn sàng giao xe tôi nơi cho anh em. Lớp mà lớp bi rất tông này, vành la răng quay R18 này, 265. Xi nhan tích hợp rồi, đây các mã kính đều là mã kính zin này, 2019 anh em ạ. Lại quan sát đây, keo chỉ của em nó thì không mất phần nào, đảm bảo anh em là chuẩn nét. Quay anh em xem này, đinh bấm các kiểu là còn nguyên này, cột kèo keo chỉ là còn ok hết anh em nhé. Bao tét bao chiếc hãng cho anh em, anh em anh ý để đến xem. Đây, từ cái chốt qua cửa ốc bản lề sáng quắc nguyên bản của lúc xuất xưởng nhà máy cả, bật lên xuống đây và quay cho em xem phần gầm luôn. Em này gầm vệ Foxy còn rất là sáng em ạ, hai mình chín là bác chủ nó rất là giữ gìn nên là sáng quắc luôn, rất là tuyệt vời. Một chiếc xe gần như là không cần nhiều chê, chỉ có điều anh em là ưng cái bụng và ưng cái giá của em nó thì có thể rước em nó về để phục vụ công việc cuối năm, đi lại vừa đi làm vừa đi chơi với một mô bán tải đa năng hữu dụng rất phong cách, cũng là ước mơ của rất nhiều anh em. Chassis anh em còn rất đẹp anh em nhé. Mới đây 2019 thì đến bây giờ là tính ra là chỉ có 3 năm sử dụng thôi, mà 2 năm vừa rồi là 2 năm rưỡi anh em ạ, nên là gần như là không đi mấy, nên là rất là tuyệt vời và rất là đẹp luôn. Anh em có thấy là đinh bấm này, rồi phần hông tai của em nó là rất là nguyên bản luôn này, sóng sàn phẳng thẳng không mình mép, nên là trước một điều là chiếc đỏ là bác chủ bác đi không chở hàng là nhiều phải không em. Đó, rất là ok.
cảm nhận phía sau không? Gầm bệ này, anh em ông máy lỗi ông xả không một chút khói, hết sức là tuyệt vời đó. Còn mình cũng muốn xin chia sẻ với anh em những cái xe của mình giới thiệu phải là những xe chất và đảm bảo về các kỹ thuật được kiểm tra rất là kỹ càng. Còn mình sẽ lên sóng để giới thiệu anh em, và nếu mà chiếc xe nào có lỗi hay có vấn đề gì thì con mình cũng sẽ báo anh em luôn hay như nào đó, để anh em dù ở xa cũng có thể sẽ cảm nhận được những chất xe. Còn mình sẽ review rất kỹ và tả rất là chuẩn, cũng như là sẽ muốn hướng tới khách hàng xem kênh của con mình thì có thể là sẽ được xem những chiếc xe chất của mình sẽ giới thiệu bằng cái tâm và bằng cái uy tín của mình, để anh em có thể là anh em nào đúng chân rồi ý và cảm thấy hợp lý thì có thể là sẽ nhắc em nó về để cùng công việc, là cũng của mình cũng rất là vui khi được giới thiệu với anh em những chiếc xe đảm bảo chất lượng và để phục vụ anh em tốt. Tiếp theo của mình sẽ quay một khoang động cơ để anh em cùng xem nhé. Xe này đang kiểm dài miên man anh em ơi, tháng 6 năm 2023. Em nó còn thải nó kiểm khá là dài, nhưng anh em thì yên tâm. Và đây anh em cùng khám phá và cùng xem cái khoang động cơ, khu máy và trái tim, cũng như là cái phần quan trọng nhất của một chiếc xe. Đây, và quay cho anh em xem này, từ cái con ốc capo, từ keo chỉ và từ cái chấm nộp robot của nhà máy đều còn rất là nguyên bản. Em nó hỏng xin như cái 18, 19 anh em, nó là 2019. Đây, khi chúng thể lực, thành vách rồi là tay đèn. Rất đầu tư. Đây, lỗ của nhà máy anh em ạ, chống ồn. Các phần vẫn còn đầy đủ hết. Và đây chính là một cái khoang nội thất của chiếc xe này. Mình sẽ review cho anh em. Với chiếc xe này thì chuẩn này vẫn là chuẩn này nguyên bản màu đen, rất là sang trọng, màu đen. Với trang bị trên một chiếc Ford Ranger Wildtrak vô bán tải sản xuất 2019 biturbo kép hai cầu này thì nó gần như là full chức năng, đầy đủ các chức năng từ hệ điều hành Simba, các hệ thống phanh điện tử EBD, ABS và là túi khí anh em, đầy đủ hết 4 túi khí, ghế chỉnh điện, ghế da đây rất là đẹp luôn này, rất là chất. Ga tự động cruise control, gai sần vô lăng rất là mới anh em này, gai sần rất là mới luôn đó. Mình sẽ kiểm tra ô tô của em nói là như thế nào. Đây, bàn đạp chân ga chân phanh thì cũng khá là mới anh em nhé, chứ cũng không đi nhiều đâu. Với một chiếc xe mà hay Simba thì anh em cũng có thể biết là nó sẽ trang bị rất nhiều các option thông minh, có kết nối Apple Play rồi là các hệ điều hành, các chức năng GPS cùng với cân bằng điện tử lái điện, khởi hành ngang dốc chống trên đầu đèo, rất nhiều chức năng. Và anh em nào đã từng đi những dòng này thì sẽ có thể biết là nó rất là tuyệt vời đó. Đây, cần số chuyển vô lăng này đó, rồi cùng với núm chuyển cầu điện đó, rất ok. Đây, ô đồ của em nó là 6.8 chuẩn nhất anh em ạ. Sau đâu chào đầu cô Bình, cô Bình sẽ hứa anh em đảm bảo có thể anh em check hãng, đảm bảo với anh em ô đồ xịn sò chuẩn chỉ. Anh em chung, rất là sinh tươi luôn, có tuyệt vời đó.
Vâng, vừa rồi thì Quang Minh cũng rất hân hạnh gửi đến anh em một mẫu siêu phẩm là một em bán tải Forerunner Wildtrak sản xuất 2019 hết sức là tuyệt vời, với bản 2.0 biturbo hai cầu điện để anh em thì sẵn đi và vivu đi làm đi chơi, không thì không cần gì để chê vào. Thì quý vị nào ưng cái em nó thì có thể liên hệ Quang Minh qua Zalo cũng như hotline 0935 199 868 để được biết thêm và chi tiết về em nó nhé. Anh em nào có nhu cầu có thể đến xem xe, cảm nhận và lái thử tại Hà Nội nhé. Trước đây cảm ơn anh em, xin chào anh em ở các video lần sau.